chào tất cả các bạn, mình là Trí, kênh máy chiếu VNBC. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một lỗi cũng thường hay gặp trên dòng máy chiếu công nghệ 3LCD. Đó là khi hình ảnh chiếu ra thì sẽ xuất hiện các vật gợn sóng. Lỗi này xảy ra do kính lọc màu sử dụng thời gian dài bị nóng và cháy, gây ảnh hưởng đến hình ảnh. Để xử lý tình trạng cháy kính lọc màu thì các bạn cần phải thay một kính lọc màu khác. Nếu các bạn có kính lọc màu cùng loại, cùng kích thước thì có thể tự thay thế tại nhà. Nếu không, các bạn không nên tùy ý thay một kính khác vào. Điều đó sẽ gây ảnh hưởng đến màu sắc của hình ảnh. Mình khuyên các bạn nên mang máy chiếu đến trung tâm máy chiếu VNBC để được hỗ trợ sửa chữa tốt nhất. Và bây giờ mình sẽ tiến hành thay kính lọc màu cho máy chiếu Panasonic LB280. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Chúng ta cùng tiến hành tháo máy. Để tháo nắp máy chiếu Panasonic LB280, chúng ta phải mở các ốc ở mặt dưới và xung quanh của máy chiếu. Các bạn chú ý là không cần mở các ốc ở khu vực cổng tín hiệu máy chiếu này. Tiếp theo chúng ta sẽ mở phần nắp bóng đèn. Mở hai ốc bên trong nắp bóng đèn. Chúng ta sẽ lấy nắp lên. Tiếp theo mình sẽ tháo men. Đã thay được kính lọc thì chúng ta tiếp tục tháo bóng đèn và cầm kính này. Đây, kính lọc màu xanh lá là bị cháy, còn vật cháy rất là dài và gợn sóng. Thì mình sẽ tiến hành lấy kính lọc xanh lá này ra. Sẽ dùng một cây vít lục giác như thế này. Đây là kính lọc màu xanh lá mà mình đã lấy ra. Thì các bạn có thể quan sát trên mặt kính có một vết cháy rất dài. Kèm theo đó là các gợn sóng thì sẽ làm cho hình ảnh trên máy chiếu khi chiếu ra cũng sẽ có hình gợn sóng. Để giải quyết tình trạng này, chúng ta cần phải thay một kính khác
Và ở đây mình có một kính xanh lá mới. Kính phải có cùng kích thước, màu sắc thì chúng ta mới có thể thay vào đúng màu được. À, bây giờ mình sẽ tiến hành thay kính mới vào. Sẽ lắp kính vào vị trí cũ. À, các bạn chú ý là đúng chiều kính và siết ốc. Sau khi thay xong kính lọc thì chúng ta sẽ lắp các bộ phận vào máy. Hôm nay mình đã thay kính lọc màu cho máy chiếu Panasonic LB280. Nếu các bạn thấy video hữu ích, hãy để lại một like, một share. Có thể đặt câu hỏi dưới phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.